Mày gọi anh gì để khoe mũ đấy à? Không phải em này em Ôi trời ơi, cái màn hình của em mãi không bật được. Ôi cái 13 máy 13 này nó bị sao ta? Ôi trời mắc thế. Đi ngủ Ôi đi, trời trời. khuya rồi đi Hỏng ngủ rồi, máy đi. 13 của em hỏng rồi, vứt vứt vứt. Hỏng rồi. Đi ngủ đi mọi người ơi, đêm Ở trên rồi này đi đi ngủ. ngủ chắc không được. Cái gì? Đâu, đang ngắm cả. Hỏng Thì bây giờ đi, rồi, mấy cái hỏng mất tiêu rồi. Đang ngắm cả. bây giờ thì 12 giờ đêm mình chả đi ngủ đi, làm cái gì giờ này? Em thử anh Xem cái gì đây? điện thoại thì không có hai Xem cái gì? màu màu tím cơ. Ơi chứ anh đập hộp của em rồi. Bị đánh thuế Chứ vậy nào phải đập hộp à? kìa. Để chứ cất đi không có rơi vỡ chết. Vỡ vỡ Thì vỡ. của tao vỡ thì kệ tao chứ. Nice của em nào của anh của em cất này cất đi không có hỏng bây giờ ai thằng nào mà đọc mà nha anh dặn mấy thằng ở nhà thằng nào mà xa bà mà rơi mơ cái mà em đánh cho đấy dặn quả cất đi nhá. Không, nhưng mà cái vấn đề là máy của anh mà. Của em anh bảo em một cái anh một cái Bây giờ như này, bây giờ như này nhá, vâng về anh mày chơi PK, nếu dạ mà anh thua thì anh cho mày một cái, còn nếu vậy anh thắng chắc nếu anh thắng thì mày đừng đòi anh nữa. không được không công bằng không được em bây giờ chơi anh thua là anh phải cho em mà anh thắng Anh vẫn cho em đúng không? thì anh tắt em được chưa không phải ấn nút bị cày chặt đầu ấn Thế nghe ngang bịp không à? phải là đúng rồi ấn đấy rồi chơi là đồng ý coi như rồi tắt âm bên kia mọi người không có anh này nói những cái điều mà mình không thích nghe rồi tắt âm mọi người ấn đấy mọi người anh nào chốt anh nghĩ cho mình anh nghĩ thắng là anh nghĩ thắng mình tắt âm rồi coi như là mình không nghe thấy gì nữa mọi người chả nghe gì nữa mọi người thông minh như mình ấy trời ơi đến đây mọi người chúc mẹ yêu bên kia khỏe tới tầm 12 giờ 15 rồi khỏe nhỉ đúng bịp anh em ạ. xin nói anh ơi cái con mũ 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 eo vì kia đâu được cái mũ eo vì mà nó có cái vải nhé Ở dưới nhà ấy. đêm nhà nào về cho xin cái mũ đến Mũ đấy cho mày luôn, đây nhưng mũ đấy là mũ của em chị Thảo, của à cái chị mà khắc mày cho anh này. vậy muốn cái kiếm cái này của anh rồi đúng không em thấy đây cái hôm mà ở trên Ơi ô sao tô chị lại thả ta? cái trên ô tô này xong em lấy luôn Chị sao chị lại thả ta? đúng rồi chị ơi chị bây giờ em nói thật chị xem đi chị có thả cái gì thì em cũng có rồi chị ơi Thì thả tạ này. Đùa thế cho hoài em cái thế. mũ này nhé. Mũ đấy mũ chị Thủy tặng mà. Anh mua cho mày cái mũ khác. Đấy thế chưa mọi người cứ bảo mình xin thôi mũ đang đội nhá đây đội này hôm mình vậy cái mũ trên đầu anh là của ai Của anh. đấy bây giờ có cho được không anh có cái gì em xin hết này Không, không cho. không cho vậy là thế thôi mình lại lên máy kia mình đi mở nhạc nghe đúng rồi cảm ơn em thì đã thương anh Sớm nhưng mà. anh xuân này chỉ dành cho anh Ok, mấy bà này đi cứ thả tạ cái này nhạc này. mấy khi được nghe mấy cái nhạc 11 triệu người xem một cách thoải mái như này đâu ta ở sẽ kết duyên cùng nhau Mày đừng khóc nữa Tuấn ơi. thế không khóc Mày nữa không mày mà mày mà khóc mày một câu nữa là nai của anh kiểu gì bị sập. vậy thôi chắc đi
Không không đâu. không? Nhưng mà anh về hôm này Anh vừa về xong. là về nhà lúc mấy giờ? Vừa về được 1 tiếng. Nghỉ sớm đi cho mệt, 12 giờ hơn. Sắp hết, sắp đủ giờ rồi. Mấy giờ anh xuống này? 6 phút nữa. 6 phút nữa. À, thế là nốt kèo này đúng không? Ừ. Nên xong là tí cất máy kia trong ngăn kéo cái chỗ mà để hộ 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 chiếu của em ấy. Hôm nào về đấy. Hôm nào mày về? Ngày kia Ngày là sinh mai nhật bố đấy. dạ. Ngày kia sinh nhật bố. Ngày kia đợi lúc mình về nhà là bao giờ? Tối chiều, buổi chiều anh về. Chiều về Ừ. xem giờ quay là giờ đấy Ngày em là ngày ngày hai 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 anh. sinh nhật bố thì qua sinh nhật rồi, nhưng mà anh bảo đợi anh về anh tổ chức sinh nhật sau. Và nghĩ anh tổ chức là ngày bao nhiêu để cho em về nữa? Ngày kia, ngày kia. Là ngày 22 đấy. Ừ. Bây giờ là ngày 20 rồi, bây giờ tính là ngày mới rồi. Ừ. Đâu ngày 22 21 chứ. Có nghĩa nha, ngày hôm nay là ngày 20 rồi đúng không? Thì ngày 21. À, vậy em hiểu rồi. Ừ. Chào em đi, hello em nha. Cảm ơn mọi người. Em bây giờ anh chỉ có anh mới làm được điều đấy thôi. Thằng Quỳnh nó chuỗi 20 lận, em không làm gì mà lấy được chuỗi nhà nó. Khỏe quá. Thế để nhưng mà nó còn lang lai không? Có vừa mày. À Nó thế à, di chuyển 10 năm phát hít đất một. Ừ, khỏe lắm. để tao nụm mày xong tao sang tao nụm nó, mà thôi tao sang nụm nó luôn này. Ờ, thì anh em đi về đây. Anh sang về. Chưa hết kèo đúng không mọi người, chưa hết kèo đúng không? Nó xong đi ngủ. Mọi người sang sang bảo Quỳnh là anh là tìm. Này. Không. Có. Lúc nãy là em có đá qua lại anh một tí thì chợt nghe được câu là thằng Phong nó cầm sạc mình rồi, chợt nhớ ra lại là... chợt nhận ra là em có cầm sạc anh đâu. Để Ủa, trong ba lô ấy. anh nhét vào ba lô em hồi nào? Toàn Nhớ phòng lúc nha. đó. Anh có nhớ đây là để em trình thuật lại này. Anh có nhớ là lúc mình ở Singapore em là có cầm sạc cho anh đút hai cái sạc vào trong ba lô của em. Đấy con, mở vali ra, sáng anh để trong vali. Bye. Rồi ok. Không sạc trong vali. Không sạc trong vali. Anh không? Ấy, ngược mặt chuối, anh khỏe lắm. Không, nếu mà mày mà thắng thì anh cho mày một cái điện thoại. Còn nếu mà mày thua Mười thì bốn, mười bốn. đừng bao giờ đòi hỏi. Thì anh bảo cho một cái điện thoại, nhưng mà em biết được điện thoại thì biết là anh Tao cho em một cái cho trong. mày điện thoại xịn là được cái gì? Tao làm gì có điện thoại dởm mà cho. Nhưng mà điện thoại Còn cái gì không? đâu cho có. Ờ, nào vào kèo. Từ từ đã. Mày mà thua ấy, mày mà thua thì tổng cốt 30 phút thôi. 20 phút thôi. Bây giờ điện thoại, giờ cả cái điện thoại mà thì Thế thì mấy chục củ. em mà nghe điện thoại mà Hay là bây giờ nghe như bấm này, tay đi mọi người, từ từ nhắn bây giờ như này nhá, này đi. nếu mà mày mà thua thì anh chỉ cần mày đấm lưng cho anh 10 phút thôi, mới cả tặng anh một đôi giày. Thì đâu ra mà tặng được đôi giày, Giày rẻ mà. thôi đấm lưng 20 phút. Ok, 30 phút. Cẩn thận mất chuối mọi người. Bắt đầu này, nó nhạc anh em cần mất chuối. Mọi người kiểm tra em cái điện Này, thoại đi mọi người. cái con Xiaomi của mày đâu rồi?
Ví dụ thua thì cho nó con Xiaomi. Em không lấy Xiaomi. Này, quay phim chụp ảnh này. Này, quay phim chụp ảnh hơi bị nét đấy. Bắn Thế thì PUBG em độ không, bây phân giờ giải em đang biết ghét. là em cày cái chuối này 3 hôm em mới được cái chuối này, mà anh nhì Chuỗi bảo nào cái em gì cái nhì chuỗi, tao còn đang chuỗi không đây này. ủy anh làm sao mà đẳng cấp bằng em được, em chuối 19. Này em lấy dây dây này À để định đây. chế đi 13. Bấm tay anh em ơi. Là lần mất chuối anh em ơi. Chơi một kèo nữa nhá. Bọn này mất chuối rồi. Rồi tăng rồi. À, chuối ơi, kiếm anh điện thoại cho anh em. Mọi người sang bên này bấm tay. Ui dù nguyên nhân đôi rồi. Dạo này anh mua hay là anh lấy rồi đấy? Anh đấy mà, anh đấy nhà đi mà. 2.750 điểm. Ui giời ơi. Không thể thua được từ mặt 2.750 điểm anh em liền. Phải nộp cái chuỗi của nó thôi. em mọi nghe 2.750 điểm mọi người, lấy cái chuối đi mọi người, thằng bên đi khỏe chứ nhỉ. Nộp chuỗi của nó đi mọi người ơi. Em cảm ơn Này anh phải chị. chấp em 10.000. Ui Không. giời, Thì cảm chết ơn rồi, bên nó kết Hải. nối rồi. Bên nó Trời kết nối nhân đôi rồi. ơi. Chết chết rồi. Mọi Hỏng hỏng xe, hỏng xe, người hỏng xe. ơi, người ta Bên mình mất không có thắng chuối rồi, rồi đúng mọi hỏng xe người. luôn. Ôi trời ơi. Chưa biết mèo Tiếp nào cắn mèo nào đâu. Chưa biết mèo nào cắn mèo nào đâu. Nhân hai mọi người ơi. Nhân Chị ơi hai đừng mọi thả người mạng nữa, ơi. chị đâu rồi? Kiếm cái điện thoại đi mọi người. Xong bắt đầu. Ôi trời ơi. Cảm ơn mọi người, cảm ơn đi tha. Ui giời ơi.